Hello anh em, vâng mình vừa ra nhận hàng một cái hộp gỗ to đùng, không biết bên trong có gì, khá là bí ẩn đấy, rất là to luôn, khoảng 40 cm. Rồi, là mình sẽ mở hộp gỗ này ra nhá. Cái dao dọc giấy điện thoại của mình chắc là không mở được đâu, đóng rất là chắc chắn luôn, không biết mở kiểu gì đây. Rồi, anh em cùng mình khám phá xem bên trong có sản phẩm gì nhá. Đây là chắc luôn. Đấy, em nhớ là mùng 2 tháng 7 nhá, thì Lazada sẽ có sự kiện sale rất là khủng luôn. Mình sẽ live stream cùng anh em, live stream săn hàng giá rẻ cùng anh em và chia sẻ mã giảm giá nữa nhá. Hộp khá là khó mở. Rồi, bên trong có một cái hộp nữa. Ôi, rất là cẩn thận. Và hộp này thì mở được bằng con dao dọc giấy điện thoại. Đây, đó là một chiếc hộp của Lazada nhá. Cảm ơn các bạn đã chọn Lazada này. Lazada thành thơi mua sắm, Lazada nhịp tim dẫn bước. Rồi, mình thấy có sản phẩm đầu tiên. Ồ, túi bạn có gì? Vâng, đó là một cái túi của Lazada. Đây, đây, cái logo nhịp tim dẫn bước này. Đằng sau đây, mùng 2 tháng 7, 12 tháng 7 sẽ có Media Festival trên Lazada. Anh em nhớ theo dõi live stream của mình hôm đấy nhá. Vâng, live stream trên chính cái kênh katim.com, săn hàng giá rẻ và mã giảm giá để chúng ta mua những sản phẩm giá rẻ. Rồi, và đây là chiếc túi. Bên trong sẽ có cái gì đây? Vâng, cái này để chống sốc anh em. À, mình nhịn biết rồi, VR Cycle. Cái này là kính thực tế ảo, Virtual Reality Glass, kính thực tế ảo. Đây, hình sản phẩm này. Đây anh em, sản phẩm kính thực tế ảo VR Cycle 6.0 này. Giá hiện tại đang là 320.000, nhưng mà nếu mà anh em mua hôm 12 tháng 7, giá sẽ giảm còn 288.000 thôi. Và áp những cái mã giảm giá 20.000, 30.000, 100.000 lại càng rẻ hơn. Sự kiện Media Festival 2019 trên Lazada này sẽ có những cái mã giảm giá 2 triệu hàng ngày 0 giờ đêm. Ngày 12 tháng 7 sẽ có deal cực kỳ sốc 7.000. Anh em nhớ săn deal 7.000 từ 0 giờ nhá, 12 tháng 7. Và có rất nhiều sản phẩm giảm giá đến 75%. Chúng ta sẽ sưu tập voucher từ 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 16 giờ, 20 giờ hàng ngày nhá. Và anh em mua gì ấy, thì chúng ta sẽ cho vào giỏ hàng ngay từ bây giờ. Để đến 12 tháng 7 thì hầu hết giá của những sản phẩm đấy sẽ giảm giá, và chúng ta áp thêm mã giảm giá để mua. Top sản phẩm bán chạy này, những cái gian hàng chính hãng giảm giá này, hay là có chém giá không đồng này. Vâng, mình sẽ live stream vào tối ngày 11 tháng 7 nhá, khoảng tầm 10-11 giờ gì đấy, để 0 giờ đêm 12 tháng 7 cùng anh em săn hàng. Vì sẽ có rất là nhiều sản phẩm giảm giá sốc từ 0 giờ đến 2 giờ ngày 12 tháng 7. Và trong cái buổi live stream đấy, mình sẽ chia sẻ mã giảm giá 20.000 gọi đơn hàng cho anh em. Mã 20.000 nếu mà được miễn phí vận chuyển nữa thì coi như hàng không đồng trên Lazada rồi. Và những cái mã giảm giá 30.000, 100.000 khác nữa nhá, mình sẽ chia sẻ trong live stream. Và mình sẽ live ngày 12 tháng 7 nữa nhá. Ở đây có, chúng ta sẽ xem được 3D này, xem video 360 độ này, hỗ trợ cả game thực tế ảo, 3 tính năng. Cạnh trái này và cạnh phải này có một vài thông tin. Đây mặt sau,
chi tiết của từng bộ phận. Cái 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, 4 là gì, đến 7 này. Vâng, 14 mục. Và để xem cái kính thực tế ảo này, các bạn mở app VR ra này, đặt điện thoại vào này, chỉnh chỉnh kích thước của mắt kính này. Mình rất thích tính năng này, tại vì dành cho những ai mà bị cận. Bị cận thì chúng ta phải chỉnh kính gần vào mắt thì mới xem được. Và thưởng thức. Đây có một vài cái thông tin chi tiết của cái kính này. Đó. Rồi. Đây anh em, tất cả bên trong. Đây là toàn bộ phụ kiện. Thì anh em mở hộp sản phẩm kính VR-Box Cyclone này. Anh em là muốn mua sản phẩm này, mình cũng sẽ để link mua dưới video nhá. Mình vừa xem lại cái hộp thì có một vài cái tính năng khá là hay này. Xem góc rộng 100 độ này, chỉnh được khoảng cách giữa hai mắt này, tương thích với những dòng điện thoại Android, iOS, Windows Phone từ 4.7 inch đến 6.0 inch nhá. Và chúng ta có thể đeo kính cận hoặc là kính viễn, kính ngoạn gì đấy, vừa đeo kính cận vừa đeo kính thực tế ảo luôn, rất là tiện. Và làm bằng nhựa ABS an toàn cho sức khỏe. Và cái kích thước của nó đây, VR Cyclone đấy, làm bằng nhựa ABS. Đây chính là hai cái tai nghe rời, tai nghe gắn rời. Đó. Như vậy chúng ta vừa xem thực tế ảo, vừa chơi game, vừa nghe nhạc, các thứ đấy. Đây là cái dây cao su để đeo vào đầu. Xem hướng dẫn sử dụng. Như Sky. Đơn giản thôi. Đây cái khăn để lau thấu kính. Ok, lắp vào xem. Mời mẹ bóc siêu. Đó. Rất là đẹp, bóng loáng. Cái tai này, ở cái tai có chữ L lắp vào bên trái này. Đây. Đó, anh em có thể lắp vào, ấn vào để rút ra. Đấy. Bên này là R. Thì về cái tai này chúng ta sẽ có cái đệm cao su ở đây, để áp vào đầu không bị đau. Đây cũng có những cái mút để ốp vào tai, đeo lâu không bị đau tai. Chỗ này right thì chúng ta sẽ lắp bên phải. Rồi, đó là như vậy. Còn cái dây này thì chúng ta sẽ gắn lên đây. Đây có cái móc đây. Đó. Rồi, tổng quan của kính thực tế ảo. Đây, nó như này. Mặt trước chúng ta có logo Cyclone. Ở trên thì có nút chỉnh tiêu cự này, nút chỉnh khoảng cách giữa hai mắt và chỉnh tiêu cự đây, tiêu cự giữa hai mắt kính, chỉnh riêng nhá, chỉnh riêng tiêu cự của hai thấu kính được, dành cho các bạn nào mà cận không đều ấy, một mắt cận 1, một mắt cận 2, chẳng hạn cách mắt cận 2 thì chúng ta phải chỉnh nó gần hơn đúng không? Đó, đây chính là chỉnh cái mắt kính như này. Đó, chúng ta chỉnh xa hơn này, gần hơn này, đấy, lồi lên đõm xuống đây. Đó. Đây là phía bên trong, gồm hai cái thấu kính này và cái lớp đệm, đệm bằng vải. Áp vào mặt thì không bị lâu, sẽ không bị đau mặt. Chỗ này khóe mũi. Đấy. Ở bên dưới này thì có những cái nút này. Đây là mic. Chúng ta có nút next bài, chuyển bài. Và nút pause, cái lẽ đàm thoại được này, ấn để nghe gọi luôn. Đấy. Và cái nút này, nút này là cái nút thay cho cái nút cảm ứng ấy. Đây. Anh em ấn vào. Ấn vào cái nút này. Đấy, thì cái này là sẽ nô lên. Nó sẽ ấn vào điện thoại. Rồi. Bên trong đây, bên trong thì chúng ta có cái dây này để giữ điện thoại cố định này. Và chúng ta có một cái dây jack 3.5 để cắm vào điện thoại. Ở đây mình có cái điện thoại 5.5 inch nhá. Thì mình sẽ để như này. Đó. Và chúng ta sẽ gắn vào như này. Đấy. Đó là như vậy. Và chúng ta sẽ cắm cái jack 3.5 vào nó như này. Đó. Và đóng lại như này. Đó. Phù hợp điện thoại tối đa là 6 inch nhá. Thì xem thực tế ảo thì điện thoại càng to thì xem càng thích, càng sướng. Và anh em tải những cái app VR để thưởng thức thôi. Trong cái YouTube của mình thì review khá là nhiều kính thực tế ảo giá rẻ rồi.
khoảng 30.000 có, 40.000 có, gần 100.000 có. Và đây là một sản phẩm kính thực tế ảo khác xịn sò hơn, có tai nghe riêng biệt luôn. Vâng, mấy cái kính kia thì không chỉnh được tiêu cự, không chỉnh được khoảng cách giữa hai cái thấu kính này, không chỉnh được gần xa của riêng biệt của từng mắt kính. Kính này thì có hầu hết là đầy đủ hết chức năng rồi. Đấy, chỉnh xa gần, chỉnh khoảng cách của từng mắt kính luôn. Này rất tiện cho những bạn nào bị cận, hai mắt cận loạn viễn không đều, đều sử dụng được thực tế ảo. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Trong video này mình đã mở hộp cái thùng gỗ từ Lazada. Anh em đừng quên 12 tháng 7 sẽ có sự kiện sale cực kỳ khủng trên Lazada nhé. Và nhớ xem livestream của mình. Nếu cảm thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Đã anh em muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới luôn nhé.